Hello tất cả anh em, đến hẹn lại lên em ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái phiên bản này là Võ Lâm Vũ Trụ.net nha mọi người. Thì vào thứ sáu hàng tuần, vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần thì tuần nào mình cũng sẽ livestream cái bản bản này cả, là bản Võ Lâm Vũ Trụ.net đây anh em. Ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, Võ Lâm Vũ Trụ.net thì open S3 sao Hỏa vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4, tức là tối ngày hôm nay này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào S2 review cho anh em xem. Trong thời gian đợi vào S2 mình sẽ review qua cái web nạp cũng như cái su web các kiểu ha, vào tạo ạ. Đấy, thì anh em sẽ có được 10 triệu su web. Đấy. Và cái móc nạp ở game này thì có móc 20, 50, 70, 120. Đấy, 120 là mắc móc nạp rồi. Đó, còn bên số phúc lợi này anh em tùy ý, anh em muốn mua bao nhiêu thì anh em mua, nên là vào bấy nhiêu thì như là vào được X2 ở cái số phúc lợi này đấy. Còn su web thì được tặng 10 triệu su web rồi, anh em chuyển về số dư máy chủ và anh em cứ thế mà anh em chơi thôi nhá. Đấy, còn đâu anh em muốn biết cái gì ở fanpage thì anh em nhấp vào fanpage ở đây. Đấy, ở đây thì có một bài số bài viết của fanpage Võ Lâm Vũ Trụ là facebook.com sẽ Võ Lâm Vũ Trụ, bao gồm là Âu Bình máy chủ này, sao thổ này, và một số cái thông tin ở fanpage thì nó cũng hiển thị ở trên này, bao gồm là thông báo đua tốt đó. Thì cứ mỗi tuần, mỗi mỗi hàng tuần, mỗi hàng ngày thì đều có những cái event cho anh em, bao gồm những cái event ví dụ như event in game thì anh em sẽ được phát những cái món quà móc nạp nha. Quà in game là bao gồm những cái quà gì nè, quà móc nạp và phần thưởng trong game, nói chung là ba la ba la. Thì anh em tham gia những event như thế nào, ví dụ như event công hành chiến, event danh tướng, event thi đấu môn phái, event mật hậu đường đấy, rất nhiều hoạt động ở trong game anh em có thể tham gia để anh em nhận được móc nạp, chứ không chỉ là anh em phải nạp mới được đâu nhé mọi người. Đấy, như khiêu chiến danh tướng này, S1 là Lý Quảng, S2, S3 thì là Kinh Kha đấy mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ thử vào cái server này xem anh em ạ. Thử vào cái server này xem thử. Server này là server 2 để xem thử lượng người chơi như thế nào, đông hay không. Võ Lâm Vũ Trụ chấm nét nhá anh em. Tối nay 20 giờ thì mình sẽ livestream tặng một cái acc full mock nha mọi người. Tặng một cái acc full mock để cho anh em. Thì thể thức là anh em sẽ đón những cái con số may mắn và mình sẽ quay số may mắn để chọn ra người may mắn nhất đạt được giải. Đấy, và phát cái acc cho full mock này cho người nào mà may mắn nhất nha mọi người ơi. Tối nay thì anh em nhớ mà đón xem. Như là anh em nhớ tham gia event, biết đâu mình là người may mắn nhất. Cái acc thì giá trị về vật chất thì nó cũng chỉ rơi vào tầm vài trăm đến một củ thôi, nhưng mà về giá trị tinh thần thì nó rất là cao. Đây là ở S2 anh em ạ. Ở S2 thì xem thử. Ui, bang toàn level 7 này. Xem cái danh bang hỏi đi, 1 2 3 chừng 3 bang, 4 bang đánh nhau. Ba bốn bang đánh nhau. Hoàng Kim, Hào Kiệt, hai bang à. Hoàng Kim với Hào Kiệt là chính anh em ơi. Hai bang này chắc đớp nhau dữ lắm, có bang cơ động và bang thiên hạ nữa đây. Thiên hạ cơ động đâu, bang cơ động là bang nào có tốt nhưng mà không thấy chơi nhỉ. Hoàng Kim thì chắc là đang top 1, Hào Kiệt top 2, xem Tương Dương thứ ai đang đang giữ, mình xin vô người ta cho không nha, cho lập cụ cái bang. Lãnh địa. Ủa, Tương Dương chưa mở luôn nè, chưa mở đánh Tương Dương anh em ơi. Bây giờ thì đánh như tối nay là tối ngày mai là mới đánh được Tương Dương ở server này đấy. Bang khùng, bang Hào Kiệt, bang Ngân Hà, bang siêu nhân. Ủa, bang Hoàng Kim đâu? Ui, bang Hoàng Kim tuốt luốc dưới này anh em ơi. Bang Hoàng Kim bang top 1 mà sao tuốt dưới đó ta, đánh không ăn được người ta hay sao ấy. Server đánh nhau rất là nhiệt luôn nhá mọi người, nhau rất là nhiều. Một bản cũng được đánh giá là khá là dễ chơi. Ở đây trang bị thì vào được tặng full set trang bị hiếm và full set hoàng kim. Ở đây thì free cho anh em là móc nạp 20, 50 và 70, tặng full đồ ngựa, lệnh bài quân hàm cũng như là bí bảo cường hóa, một số cái ngoại trang và kỹ năng chân nguyên hiếm. Phần đặc quyền này thì kiếm hiệp 18 có ngựa văn luôn. Nói chung là vào thì cho anh em level 69 mà kiếm hiệp 18, cho nên rồi móc quà kiếm hiệp thì anh em có gọi là chắc chắn là sẽ mua full rồi. Rương nội đơn cũng như là một phố số phần quà bao gồm là danh tướng lệnh và các thứ, thì anh em có thể dùng là cái này là cái tiền tệ này màu xanh xanh này là hình như là VT con thì phải, VT con tức là vũ trụ con đấy anh em ạ. Dưới này cũng có lệnh bài,
qua phần giới hạn tuần này thì ở đây cũng có lệnh bài nha anh em, có thể mua ở lên thủy tinh giảm giá này. Phần tất cả thì anh em không cần phải đập đồ đâu, anh em vào đây để anh em mua rương trang bị hiếm theo cấp của server và mua được cái chân nguyên hiếm theo cấp của server nữa. Đấy đấy mọi người, đây là võ lâm vũ trụ .com quên nhầm .net nha mọi người, võ lâm vũ trụ .net. Tối nay thì lúc 20 giờ em sẽ livestream tặng acc nha mọi người, xin nhắc lại 20 giờ em sẽ livestream tặng một cái acc full mock ở S3, tức là server mới nhất cho anh em nào ưng thì tối nay gặp nhau tại kênh YouTube Cá Gaming lúc 20 giờ. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người chơi game vui vẻ, tải game đi anh em ơi, võ lâm vũ trụ .net.